Sun Flower Hồ Đà Nẵng đã đến tham gia góp vui cho đêm nhạc ngày hôm nay. Và hơn nữa thì chúng em cũng muốn anh còn những đóng góp cho đêm nhạc ngày hôm nay để chúng em có thể phát triển hơn và đưa trong thể loại fingerstyle đến với Huế nhiều hơn ạ. Xin chào tất cả mọi người. Thì mình xin thay mặt câu lạc bộ Sun Flower Hồ Đà Nẵng xin gửi gắm một số điều tới dành cho các bạn ở Huế. Thì trước tiên là hồi mình rất vinh dự khi được nhận lời mời của Tuấn Anh cũng như là câu lạc bộ fingerstyle Huế để đến tham dự buổi concert ngày hôm nay. Và mình muốn gửi một lời chúc tới cho câu lạc bộ Sun Flower Huế là tức là những cái việc làm các bạn đang làm là thực sự nó rất bổ ích, tại vì là cái dòng fingerstyle này là nó còn rất mới và chưa có lớp dạy học là rất ít đó, là nhằm tạo ra một cộng đồng để mà chia sẻ kinh nghiệm về fingerstyle cho nhau. Vì vậy là mình mong câu lạc bộ câu lạc bộ guitar fingerstyle Huế là ngày càng một phát triển hơn nữa để càng ngày càng có nhiều buổi concert quy mô và hình tảng hơn nữa để câu lạc bộ Sun Flower Đà Nẵng có thể là giao lưu nhiều hơn cùng các bạn. Cảm ơn ạ. Anh xin cảm ơn đóng góp của em ạ. Và chúng em cảm ơn và sẽ tiếp tục cố gắng để có thể phát triển mình giống như là Sun Flower Hồ Đà Nẵng ạ. Cảm ơn. Tiếp theo chương trình thì mình xin mời bạn Võ Tuấn Anh lên trình bày một bản nhạc kết hợp được chuyển soạn từ nhạc sĩ Jay Burney. Thank you.